nó truyền qua bên Alabama luôn á. Để coi nó đẹp quá. À, bữa nay là đi ra hồ mà chơi. Lắc nghe. Này không phải lắc nghe, này là cái hồ gần mình nhất á. Bự lắm, nó chạy vào mà không qua mấy cái khu bên kia luôn. Là xe của ổng kìa, cái chiếc chắc kia đó. À, chiếc mô tô nước á. À, để sửa. Đây cái hồ Black nè. Rồi rồi ok. Cái hồ này kêu bằng hồ gì đó nghe anh? Hồ Lake Lanier. Lake Lanier hả? Ừ, ở đây đẹp lắm, một lát cái chiếc ski qua nó máy mô tô của anh kìa đó đó. Mà còn bạn nói rồi. Có chỗ nào nó có gà mấy cái đảo nữa. Ở đây có gà đảo không? Ở đây là mùa hè nướng thịt nè, đó luôn, có bếp nướng thịt nữa nè. Ghê không, thịt nữa. Bò nướng nè. Đây là thợ nấu nha. Thợ nấu ở bên Sacramento qua đó. Rồi, cái này không có béo đanh nè. Rồi. Cái này là của mình nè, đó là đàn ông nè, đó là đàn ông nè, đó cái đây ba dừa nè, cắt vừa mới ngon á, ăn thử miếng đi, bóc ăn đi, đừng có mắc cỡ, bóc ăn đi. Camera hả? Cái cô làm chứng á, đứng cái bên cô đấy, mày phải gọi bảo hiểm, mày phải gọi police, chứ xong rồi tao cho mày cái số điện thoại nè, để rồi mày gọi điện thoại cho tao, rồi có gì tao làm quyết định cho mày, cái thằng police nó gọi điện thoại cho tao. Ngon, nướng ngon. Anh Lê Vy biết không, cái cô đó làm nhân chứng cho em luôn, dễ thương lắm. Đó là cũng là cô Mỹ. Nó biết lỗi, nó được bảo hiểm cho em là đúng rồi đó. Biết lỗi á. Mang cảnh sát lại có nó chịu lỗi hết phải không? Cảnh sát. Nói chuyện nói giống như anh vậy, ở trong đây thì có gì muốn nó làm gì bỏ là gì. Thương lượng. Bảo hiểm em. Anh có nhân chứng không? Dạ. Có cảnh sát á. Có cảnh sát lại. Em có thêm cô nhân chứng nữa. Vậy hả? Đứng ngay tại đó thấy cái cảnh nó. Có cảnh sát phải không? Có được. Bánh táo không? À chua chua có cái táo thôi. Ăn thử. Ừ. Bánh Mỹ nó ăn gì? Này cái nhân. Tôi gắp mấy cà chua. Cà sườn heo chín nó đang hành như bé. Cà chua ngon, ăn cà chua ngon. Nói sườn heo, ai ăn sườn heo chín đó nè. Sườn heo chín một mớ nè. Nè anh em gái. Sườn heo chín đó nè. À ăn sườn heo về coi. Lấy cái dĩa đưa dẫn. Bánh mì ha. Cái gì hết trơn á. Anh ăn không? Lấy còn đó, hai dĩ luôn á. Heo nè. Rồi. Không ăn nào, không buồn, ăn đi. Ủa giờ em tiếng à, rồi, chơi. Cả búp liền ra đây phải không? Ra ngoài đầu đường phải không? Google chứ mày hỏi tao là cái phạt nè, đó đang nướng à. Nãy tao đi chợ sen mua biết mua hai cái được rồi. Thì dùng thấy không, mình có ôm bao Việt Nam đi nữa cũng không có quy ra tiền đô không ấy à. 100 đô chỉ có một tờ trong cái bụng. Nó về Việt Nam làm từ thiện hoài. Dạ. Cái hồ lớn dữ ha. Đi xuyên bang nữa, hồ này qua mấy tư bang. Google, sọt Google. Sọt Google. Đó, cái view đẹp ha, cái view cảnh nè, đó trong đây gần. Đi public muối mì thêm. Hả? Public cũng xa đâu gần đây đâu. Tốt ngoài đầu đường chạy vô. Nếu mà em đi là em ra cái đường cũng 5 phút 7 phút vậy đó. Dạ. Yeah. Người ta chân ha. Ok, gục giờ. À mấy con vịt nè. Kíp. À mấy con vịt. Đây là vịt chờ nha. Con ngỗng. Ngỗng. Ngỗng hay vịt ta? Ngỗng chờ phải không? Nhưng mà nó hiền nó mới cắn vậy đó. Đó, chờ kìa. Ờ. Để phao vô. Có phao. Có cái áo á, không ngồi nó phạt á, có áo phao á. Ừ. Đó, nước trong veo luôn. Đè, lắc à, cái hồ của tiểu bang Georgia, Atlanta nha. Hồ này là đi xuyên qua ba tiểu bang, South Carolina, Alabama nè. À.
nước chỉ trong nè, cảnh nước đẹp, nghe tiếng sóng đánh luôn kìa. Tiếng sóng đánh luôn rồi. Đó, chỉ cano à. Ta sắm cái cano là ta chạy vòng vòng ở đây nè. Và mình đợi cái chiếc jacket chạy ra ở cano à. Hết xăng hả? Vừa áo phao hả? Ok, chở ổng đi đi. Chạy ra hồ xa coi có sợ không? Đó, hai anh chuẩn bị chạy chiếc jacky nè. Chuẩn bị chạy ra hồ không? Anh Tiến biết bơi không? Ừ, không biết bơi là sợ lắm nha. Cái loại này sao nó trôi mà. Rồi được cái mày. Ô mày phải có zipper bơ mày. Ừ, ở zipper đó hả? Mày lấy cái zipper thì ok hơn. Nước ở đây trong quá ha, đây tắm cũng ngon lắm á. Mỹ mà, đó kéo lên. Mày ừ. Dùng bình chút kéo mày lên kìa. Bụng nó bự quá, nó phụ kéo đó cái bình. Oh man. Rồi ổng đang chạy vô nè. Oh man, dữ nha. Vậy hả? Anh mà phải chịu ôm lắm mà. Ờ. Vô đi đến đây là phải chịu thôi. Chạy nhanh là nó bài phải không? Ừ. Chơi ở đây là phải chịu thôi. Ừ. Tôi cũng chưa có ngồi trên đó nữa đâu chứ. Nó bay lẹ lắm á. Ừ. Em thấy nó mạnh á. Nó bay á. Nó lướt sóng luôn á. Phải ôm cái người lái. Ừ. Tốc độ nó khoảng bao nhiêu mai ta? Chạy được 60, 40 hả? 40. Nó phải ôm đó, nó không ôm là nó bay xuống đó, bay xuống nước. Có phóng gần á. Đó, vững chắc đi. Đó. Chạy lên kia, bắn lên kia. Rồi đó, đã chưa? Đó. Phải không? Dòng vô đi. Lớn em á hả? Dạ, hàng lớn á. To. Dạ. Thôi con đừng chạy rồi, con không có chạy được, có bác mới chạy được thôi. Đúng rồi, biết lội mới chạy. Hả? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi thôi thôi, được rồi. Biết rồi, rồi. Cho anh lên đi, anh ăn đi. Dạ. Yeah. Này là lỗ gớt nước có phao rồi, đâu có chìm đâu. Nhưng mà nó sợ là lật cái của nó nước mà cái nước vô máy. Em phải biết cách lật lại liền. Không thôi sợ vô máy hư. Nó sợ anh là phải lúc nãy sợ anh là lật không biết cách, mà lật cái đó là nó máy được. Mà phải kêu người kéo. Ở hồ lách. Lý đó mà nổi nhưng mà con cá là phải có người kéo vô cho nó. Đây, cái hồ này là ở dưới là có một cái làng thôi. Ừ. Ghê. Nó mở cái đập ở trên kia kìa, dưới kia kìa. Tại vì cái này á không phải là cho sửa bang, mình không có đi tới ngang mấy cái bang lần để cho người ta sống á chị. Nó theo cái sửa cái làng đó nó sống ở dưới rồi xong rồi nước rồi. Nó có một vỏ đây nè, chị nhìn ngay.
Chị nhìn ra cái đó, thấy nó xoáy xoáy không? Chị nhìn bên đây nè. Đó, chị thấy không? Chị nhìn nguyên cái hộ, thấy nó xoáy xoáy không? Dưới đáy sông thấy chưa? Chị thấy vậy nó chạy jet ski á, ở ngoài đó là gần đây ok, chị đây ngoài dưới. Nó giống như có sóng gì đó, nó ngoài kia khó chạy lắm, nên mình chạy xuống kè ra với lại tình ủng. Cái Sea-Doo này tuổi nó giống Mercedes-Benz W vậy á, còn của mình. Nó câu cá cũng được không anh? Dừng lại câu cá cũng được. Làm sao nó có cái chỗ cho em để cái thùng á, để mình câu luôn. Hai động cơ á, hai máy á, 50 mao, 80 cây số giờ rồi. Chiếc này chạy dữ nè. Máy nó bự lắm, mà nó hào xăng hết, mấy máy tàu hết. Châu Âu còn buồn hơn bên đây nữa à? Đây giờ mình 2 triệu rồi đó anh. 2 triệu rồi. 2 triệu lâu rồi, giờ lên rồi. 2 triệu 3, em nghe nói gì 2 triệu 3 luôn rồi đó. Cầu 3 triệu mấy đó. Tùy theo thành phố. Nếu mà khắp 50 tiểu bang là 3 triệu mấy luôn đó. Giờ dịch chiều mình là sợ không dám lẻ nó nhiều. Đi, đi lên chợ. Đúng là phải sinh con nhiều. Chắc chờ chút xíu em về thôi. Chở nó đi tập. Đó rồi, đi tập thể dục đó. Ừ, bỏ không được, nó bỏ nó làm biến, nó nói. Tập mỗi ngày không? Dạ. Tập mỗi ngày. Để chơi đi, chơi 5 giờ về, 4 giờ 15. Dạ. Tự tập hay là có vô người tập cho? Tự nó tập rồi, mấy tháng nay rồi. Dạ. Quăng xuống là nó dí à. Con thử cho cái bàn tay nó đến. Cắn. Đã chú thử rồi. Để thử đi, thử đưa ra nó đâu cắn đâu nhẹ mà. Để chú cho ăn nha. Có mấy đứa dạng này tới nó ghìa. Nó gắt để ngon không? Nó cũng sợ mình á. Ừ. Ở dành ăn á. Mấy con ngỗng chờ nè, dịch chờ đó. Mấy dịch ở bên Mỹ là không ai bắt. Bây giờ đi về. Ok. Ok, bye. Bây giờ mình về. Cái sao? Nói sao? Bye bye.